Rồi, mình chúc anh em thật nhiều sức khỏe Đây là đầu Đĩa đờ nông DVD A1 Con này Đọc DVD này, đọc CD này Nó đọc cả giải mã Nhạc mạng nữa Để anh em kết nối TV các thứ đồ xuống Mà mình nghe nhạc mạng cho nó tiện đó. Nguồn này Nó này làm xịn lắm anh em ạ Mình mở ra mình hết hồn Góc máy này nhắm thấy Tụ rồi tăng phố làm to và lọa luôn Nhìn nó nó cao cấp mà xịn lắm cái khoang đĩa này đọc DVD Đọc CD Thì bữa nay mình xài CD thôi chứ còn DVD thì Cũng ít người xài rồi nha Bên đây là cái khoang rất là quan trọng là cái khoang giải mã âm thanh á Thì nó hai lớp Có cái bo bên dưới và bo bên trên Linh kiện thì rất là nhiều và xịn mình tháo con này ra mình hoảng <laughs> mình thấy nó làm rất là cao cấp nha nó chia từng khoang từng khoang một Mà thậm chí là nắp cái nắp đẩy này thì nó làm hai lớp một lớp bên trong một lớp bên ngoài luôn Đó. hoàn thiện để anh em thấy này vì là cái model cũng khá chi là cao cấp nên nó làm đẹp lắm mặt sau những cái đường vào cho anh em cần là đường cắp quang là đường đồng trục để mình cắm tivi đổ xuống ha đây là đường ra âm ly này anh em này Đó. đường ăn lốc ra âm ly đẹp nhỉ sử dụng rồi mà như thế là ổn mặt mùi sáng quắc chưa một vết chày đặc biệt là cái màu vàng này thì mình ngắm nó, nó sang trọng màu đen này DVD A1 Rồi, con này thì nó nặng đâu đó khoảng 18 cân tại vì linh kiện nó làm rất là xịn âm thanh mình nghe thấy rất tốt anh em có nhu cầu liên hệ với mình nha giá là 8,9 triệu Xin chào hẹn gặp lại